sau 60 tuổi mà vẫn làm được 8 điều sau thì bạn quả là một viên ngọc quý. Các bạn thân mến, khi bước vào độ tuổi vàng của cuộc đời có bao giờ các bạn tự hỏi làm thế nào để sống vui khỏe, tự lập và không trở thành gánh nặng cho con cái không? Điều này không phải là một điều gì quá xa vời. Trên thực tế, những năm tháng khi về già này hoàn toàn có thể trở thành giai đoạn hạnh phúc nhất trong cuộc đời nếu chúng ta biết duy trì sức khỏe, giữ cho tinh thần minh mẫn và lòng tự trọng của chính mình. Kính chào các khán thính giả đã quay trở lại với chuyên mục sức khỏe tuổi già trên kênh Chuyện Nhân Quả. Bí quyết để có một cuộc sống viên mãn không nằm ở những điều xa xỉ, mà ở những thói quen giản dị và dễ dàng áp dụng hàng ngày. Các bạn hãy suy nghĩ về việc tự chăm sóc bản thân mình, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với con cái và giữ cho mình sự độc lập về tài chính. Đây chính là những nền tảng vững chắc giúp cuộc sống về già trở nên nhẹ nhàng hơn và tràn đầy niềm vui. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách để duy trì một tinh thần lạc quan, sức khỏe ổn định và làm thế nào để sống trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nếu các bạn có thể thực hiện những điều này khi ở độ tuổi 60 hay 80 thì chính các bạn đã trở thành một viên ngọc quý trong cuộc sống. Hãy cùng nhau lắng nghe và chia sẻ những kiến thức này để từ đó giúp mỗi người trong chúng ta sống một cuộc đời thật sự giàu có về tinh thần và sức khỏe nhé. Một sức khỏe tốt và có thể tự chăm sóc bản thân khi chúng ta bước vào những năm tháng xế chiều sức khỏe thực sự trở thành một tài sản vô giá các bạn có bao giờ tự hỏi vì sao có những người lớn tuổi vẫn có thể tự chăm sóc bản thân mà không cần sự hỗ trợ nhiều từ con cái không điều đó không phải là do may mắn mà bởi vì họ đã biết cách chăm sóc sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần sức khỏe không đến từ những thực phẩm đắt đỏ hay những chuyến nghỉ dưỡng xa hoa mà từ những thói quen giản dị và dễ thực hiện hàng ngày khi các bạn có sức khỏe tốt thì không chỉ bản thân các bạn cảm thấy dễ chịu mà con cháu cũng an tâm hơn không phải lo lắng quá nhiều về tình trạng của cha mẹ việc có thể tự mình đi chợ nấu ăn dọn dẹp hay thậm chí giúp đỡ con cháu trong một số việc nhỏ sẽ mang lại niềm vui cảm giác đóng góp và giá trị cho cuộc sống của các bạn chính điều này cũng giúp các bạn sống ý nghĩa hơn và tránh cảm giác trở thành gánh nặng cho người thân một trong những yếu tố quan trọng nhất để duy trì sức khỏe không nằm ở việc tiêu thụ những thực phẩm xa hoa mà chính là giữ cho tâm trạng luôn vui vẻ và lạc quan tinh thần thoải mái có ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe giúp cơ thể các bạn thêm mạnh mẽ dù tuổi tác mang đến nhiều thách thức về thể chất nhưng nếu các bạn biết cách vận động nhẹ nhàng mỗi ngày và duy trì một tâm trạng tích cực sức khỏe sẽ cải thiện đáng kể vậy nên bạn hãy nhớ rằng sống vui vẻ bớt lo âu và giữ cho tinh thần luôn ở trạng thái tích cực chính là phương thuốc tốt nhất cho sức khỏe sức khỏe tốt không chỉ giúp các bạn duy trì sự tự lập mà còn mang lại niềm an lành cho gia đình hãy tự chăm sóc bản thân thật tốt để mỗi ngày trôi qua đều là một ngày trọn vẹn niềm vui mà không trở thành gánh nặng cho con cháu các bạn nhé hai tinh thần luôn minh mẫn và cảnh giác khi bước vào tuổi già việc giữ cho tâm trí luôn minh mẫn và tỉnh táo trở nên vô cùng quan trọng các bạn có thể đã nghe thấy nhiều câu chuyện về những người cao tuổi bị lừa bởi các mưu mẹo tài chính hay những sản phẩm chăm sóc sức khỏe không đáng tin cậy điều đáng buồn là không chỉ vì các trò gian lận ngày càng tinh vi mà đôi khi do tuổi tác chúng ta cũng không còn nhanh nhạy như trước vì vậy trong thời đại ngày nay giữ cho tinh thần cảnh giác là điều hết sức cần thiết có nhiều công ty và cá nhân lợi dụng lòng tin của người già thông qua những buổi tư vấn miễn phí kiểm tra sức khỏe hay các sự kiện tặng quà hấp dẫn nhưng những điều này thường chỉ là chiêu trò nhằm thu thập thông tin cá nhân của các bạn, rồi từ đó, họ sẽ mời mua những sản phẩm đắt đỏ và không cần thiết. Điều quan trọng là các bạn cần luôn hiểu rõ rằng, đôi khi, những lời mời này chỉ là một cái bẫy để lợi dụng lòng tin của mình. Các bạn ạ, à, sau tuổi 60, dù chúng ta có thể cho phép mình giả vờ lẫn lộn đôi chút, nhưng không bao giờ nên thực sự để bản thân bị lừa. Phải luôn rõ ràng về mọi thứ xung quanh đặc biệt là khi đối mặt với những món quà miễn phí hay lời mời tham gia sự kiện không rõ ràng hãy nhớ rằng trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí việc giữ cho đầu óc tỉnh táo không chỉ giúp bảo vệ tài chính của các bạn mà còn giữ gìn sự an yên cho gia đình những chi tiêu không cần thiết có thể gây ra căng thẳng tài chính làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cả các bạn và con cháu để bảo vệ bản thân bạn hãy hạn chế tham gia các buổi tư vấn không rõ nguồn gốc các chương trình kiểm tra sức khỏe miễn phí hoặc các chuyến du lịch không được tổ chức bởi những nơi uy tín. Đôi khi, giả vờ không biết có thể là một chiến thuật hay, nhưng đừng để mình bị nhầm lẫn thực sự. Giữ tinh thần cảnh giác chính là cách tốt nhất để bảo vệ sức khỏe, tài sản của mình và cũng là cách để mang lại sự yên tâm cho những người thân yêu xung quanh chúng ta. 3. Tự lập về tài chính. Khi chúng ta bước vào những năm tháng cao niên, việc duy trì sự tự lập về tài chính trở thành một yếu tố vô cùng quan trọng không chỉ giúp các bạn giữ vững lòng tự trọng mà còn tạo ra sự độc lập trong cuộc sống hàng ngày các bạn có thể đã nghe qua câu nói không có tiền để tiêu không đáng sợ nhưng còn sống mà không có tiền mới là đáng sợ điều này hoàn toàn đúng bởi việc có thể tự lo liệu cho mình mà không phụ thuộc vào con cháu mang lại cho chúng ta sự thoải mái tự do và góp phần duy trì sự hòa thuận trong gia đình trong cuộc sống hiện đại dù con cái có trách nhiệm chăm sóc cha mẹ nhưng nếu năm này qua năm khác cha mẹ luôn phải cần sự hỗ trợ tài chính, điều đó có thể tạo ra áp lực cho con cái, nhất là khi chúng cũng đang phải đối mặt với những khó khăn riêng. Vì vậy, nếu các bạn có lương hưu hoặc khoản tiết kiệm đủ để lo cho cuộc sống của mình, thì đó thật sự là một phước lành lớn, giúp giảm bớt sự phụ thuộc và gánh nặng tài chính cho con cái. Không chỉ việc có tiền là quan trọng, mà cách các bạn quản lý số tiền đó cũng cần được xem xét kỹ lưỡng. Sống trong ngôi nhà của mình, không phải dựa dẫm vào con cái hay phải chung sống với người khác, giúp các bạn giữ được sự tự do và tránh những xung đột không cần thiết. Khi các bạn có quyền tự quyết về cuộc sống và chi tiêu của mình, không cần phải lo lắng về ánh mắt hay sự phán xét từ con cái, điều đó mang lại sự thoải mái và bình yên cho tâm hồn. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng về tài chính không chỉ giúp các bạn tự do đối phó với những trường hợp khẩn cấp mà không phải trở thành gánh nặng cho gia đình. Tự lập về tài chính không chỉ là việc duy trì lòng tự trọng và sự tự do, mà còn là cách để các bạn giữ được sự yêu thương, hòa thuận trong gia đình. Hãy luôn nhớ rằng, việc sống thoải mái và giữ vững sự tôn trọng từ con cháu không chỉ phụ thuộc vào việc có đủ tiền, mà còn ở cách các bạn quản lý tài chính một cách khôn ngoan. Đó là chìa khóa để đảm bảo một cuộc sống đầy tự do và hạnh phúc trong những năm tháng vàng của mình. 4. Giao tiếp tốt và không gây mâu thuẫn với con cái. Các bạn ạ, à, một trong những thách thức lớn nhất khi chúng ta bước vào tuổi già chính là làm sao để duy trì mối quan hệ tốt đẹp với con cái và cháu chắc có bao giờ các bạn tự hỏi tại sao có những người lớn tuổi luôn được con cháu yêu quý kính trọng trong khi một số khác lại gặp phải những xung đột khoảng cách trong gia đình câu trả lời không chỉ nằm ở việc chúng ta là người cha người mẹ mà còn ở khả năng giao tiếp khéo léo và biết cách thích nghi với sự thay đổi của thời đại khi tuổi cao nhiều người có xu hướng hồi tưởng về quá khứ thường nhắc lại những câu chuyện cũ những kỷ niệm đã qua tuy nhiên đôi khi điều này khiến con cháu cảm thấy xa cách vì những gì chúng ta trải qua không còn phù hợp với thế giới hiện tại của chúng thêm vào đó tính bướng bỉnh cứng nhắc và khó tính có thể tạo ra khoảng cách lớn giữa cha mẹ và con cái thay vì sống mãi với những ký ức xưa cũ các bạn hãy thử đặt mình vào vị trí của con cháu để hiểu chúng hơn thông qua sự điều chỉnh cách giao tiếp sự cảm thông và chia sẻ chân thành người già khéo léo trong giao tiếp không chỉ là người biết nói mà còn là người biết lắng nghe và thấu hiểu các bạn hãy trở thành người cha người mẹ người ông người bà sẵn sàng lắng nghe những tâm sự của con cháu mà không phán xét không chỉ trích khi con cháu gặp khó khăn hãy là người ở bên hỗ trợ thay vì nhắc lại những sai lầm hay thất bại của chúng điều này sẽ không chỉ giúp mối quan hệ trong gia đình trở nên ấm áp hơn mà còn mang lại cho các bạn cảm giác mình vẫn có vai trò và giá trị quan trọng trong cuộc sống của con cháu như một câu nói quen thuộc giá trị của con người không phải ở tuổi tác mà ở tình cảm và sự đồng hành mà họ mang lại khi các bạn biết cách cung cấp giá trị tinh thần biết lắng nghe và thấu hiểu con cháu sẽ tôn trọng và yêu thương các bạn nhiều hơn điều này tạo nên một môi trường gia đình hòa thuận đầy ắp yêu thương và các bạn sẽ cảm thấy mình luôn có chỗ đứng trong lòng con cháu hãy nhớ rằng Giao tiếp tốt không chỉ là ở lời nói, mà còn nằm ở cách các bạn lắng nghe, thấu cảm và thích ứng với những thay đổi của thế hệ trẻ. Chính sự đồng cảm và tình yêu thương sẽ giữ vững mối quan hệ gia đình, giúp các bạn tiếp tục là nguồn cảm hứng và chỗ dựa cho con cháu. 5. Vợ chồng vẫn bên cạnh và là người bạn đời từ ban đầu. Trong cuộc sống, không có điều gì quý giá hơn khi chúng ta bước vào tuổi già mà vẫn có một người bạn đời đồng hành cùng mình và nhất là người đã sát cánh từ những ngày đầu của cuộc đời đúng không nào? các bạn có bao giờ tự hỏi tại sao mối quan hệ vợ chồng kéo dài qua năm tháng lại có giá trị đặc biệt và sâu sắc hơn so với những mối quan hệ hình thành sau này không câu trả lời nằm ở sự gắn kết bền chặt và tình cảm sâu đậm đã được xây dựng qua những tháng năm đầy biến động của cuộc đời khi sống cùng người bạn đời lâu năm các bạn không chỉ có một người đồng hành để chia sẻ cuộc sống hàng ngày mà còn là người thấu hiểu từng thói quen từng nét tính cách và cả những cảm xúc sâu kín nhất những thử thách và khó khăn mà các bạn đã cùng nhau vượt qua từ thời trẻ từ những ngày đầy gian nan cho đến những khoảnh khắc vui buồn trong gia đình đã tạo nên một mối liên kết vô cùng mạnh mẽ chính sự gắn bó ấy mang lại cho các bạn sự yên bình sự ổn định mà không gì có thể thay thế được ngược lại những mối quan hệ hình thành sau này dù có thể mang lại sự hỗ trợ về mặt vật chất hay tiện lợi trong cuộc sống nhưng thường thiếu đi sự gắn kết tình cảm sâu sắc mà chỉ những cặp đôi lâu năm mới có được phần lớn những mối quan hệ này được xây dựng từ nhu cầu có bạn đồng hành hơn là từ tình yêu chân thật và sự thấu hiểu lẫn nhau người ta thường nói vợ chồng như chim trong rừng gặp bảo thì bay xa ám chỉ rằng những mối quan hệ mới hình thành dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và khó có thể bền vững bằng một tình yêu đã trải qua nhiều năm tháng khi có người bạn đời từ thuở ban đầu bên cạnh các bạn không chỉ nhận được sự an ủi chia sẻ mà còn cảm nhận được giá trị của một tình yêu vững bền qua thời gian tình cảm vợ chồng không chỉ là việc chăm sóc thể chất cho nhau mà còn là sự đồng hành về tinh thần giúp các bạn có được cảm giác an tâm yên bình và hạnh phúc trong tuổi già hãy luôn trân trọng và nuôi dưỡng mối quan hệ vợ chồng bởi những gì các bạn đã cùng nhau trải qua trong suốt cuộc đời thực sự là một tài sản vô giá tình yêu không chỉ được thể hiện qua những khoảnh khắc hạnh phúc mà còn qua sự kiên trì bền bỉ và sẵn sàng đối diện với mọi khó khăn cùng nhau chính khi có người bạn đời sát cánh Cuộc sống tuổi già của các bạn sẽ trở nên ấm áp và ý nghĩa hơn rất nhiều. 6. Luôn học hỏi và có thể tự mình đi lại một cách dễ dàng. Trong thời đại ngày nay, việc học hỏi không ngừng không chỉ là đặc quyền của người trẻ mà còn đặc biệt quan trọng đối với các bạn, những người đã bước qua tuổi cao niên. Các bạn có bao giờ tự hỏi, để giữ vững sự độc lập và tự do trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta cần làm gì không? Đáp án chính là duy trì khả năng tiếp thu những điều mới mẻ đặc biệt là các kỹ năng thực tiễn điều này không chỉ là một tư duy mà còn là chìa khóa để các bạn giữ được sự tự tin và khả năng tự chăm sóc bản thân một cách hiệu quả khi tuổi đã cao chắc chắn rằng nhiều người trong chúng ta có thể cảm thấy bối rối trước những thay đổi công nghệ nhanh chóng hay những tiến bộ trong xã hội tuy nhiên nếu các bạn giữ vững tinh thần ham học hỏi không ngừng trau dồi và thích nghi mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng hơn ví dụ như việc biết cách sử dụng điện thoại thông minh để tra cứu thông tin thanh toán hóa đơn trực tuyến hay thậm chí đơn giản chỉ để liên lạc nhanh chóng với con cháu những kỹ năng này không chỉ mang lại tiện lợi mà còn giúp các bạn tự quản lý cuộc sống mà không cần phải phụ thuộc quá nhiều vào người khác. Điều quan trọng là các bạn không cần phải học những kiến thức phức tạp như khoa học hay địa lý mà chỉ cần nắm vững những kỹ năng thực tiễn cần thiết cho cuộc sống hàng ngày. Thay vì chỉ sử dụng điện thoại để gọi điện, các bạn có thể tận dụng nó để tìm kiếm thông tin hữu ích từ cách giải quyết các vấn đề sức khỏe đến mẹo vặt giúp cuộc sống dễ dàng hơn. Khi thành thạo những kỹ năng này, các bạn sẽ tiết kiệm được thời gian, giảm thiểu sự nhờ vả, đồng thời duy trì sự độc lập và tự do. Cuộc sống hiện đại thay đổi không ngừng và sự linh hoạt trong việc học hỏi, thích ứng với những điều mới mẻ chính là bí quyết để các bạn có thể tự tin làm chủ cuộc sống của mình, kể cả khi tuổi đã cao. Việc học hỏi không chỉ giúp các bạn cảm thấy tự do trong các sinh hoạt hàng ngày, mà còn giúp giảm bớt sự phụ thuộc vào con cháu đồng thời mang lại cảm giác hãnh diện khi các bạn vẫn có thể làm chủ công nghệ. Hãy luôn giữ cho mình tinh thần ham học hỏi để không bị xã hội bỏ lại phía sau. Những kỹ năng thực tiễn không chỉ giúp các bạn sống độc lập mà còn tạo ra một cuộc sống thoải mái, tự do và ý nghĩa hơn trong những năm tháng vàng son. 7. Có sở thích và cuộc sống không bao giờ nhàm chán. Khi tuổi già gõ cửa, sức khỏe có thể suy giảm dần theo năm tháng, nhưng điều đó không có nghĩa là cuộc sống sẽ trở nên nhàm chán hay vô vị các bạn đã bao giờ tự hỏi tại sao có những người cao tuổi luôn tràn đầy sức sống vui vẻ và yêu đời trong khi người khác lại dần đánh mất đi niềm hứng thú với cuộc sống hay chưa bí quyết thực sự nằm ở việc duy trì những sở thích và đam mê cá nhân đều giúp các bạn tìm thấy ý nghĩa và niềm vui trong mỗi ngày sở thích không nhất thiết phải là những hoạt động đòi hỏi cường độ cao hay sức mạnh như tập thể dục hay nhảy múa đôi khi chỉ cần những hoạt động nhẹ nhàng phù hợp với thể trạng cũng đã đủ để giữ cho tinh thần các bạn luôn tươi mới và cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn ví dụ những hoạt động như vẽ tranh chơi cờ đọc sách làm vườn hay câu cá có thể mang lại niềm vui nhẹ nhàng mà sâu lắng điều quan trọng không phải là các bạn chọn sở thích nào mà là sở thích đó thực sự mang lại cho các bạn sự thỏa mãn và hứng thú có nhiều người sau khi nghỉ hưu rơi vào cảm giác lạc lỏng không biết làm gì với thời gian rảnh rỗi của mình họ có thể dành hết thời gian để chăm sóc cháu chắc hoặc thậm chí chỉ ngồi nhà không có một hoạt động cụ thể nào để giải trí hay thư giãn tuy nhiên các bạn càng lớn tuổi càng cần phải dành thời gian cho những điều mang lại niềm vui bởi chúng không chỉ giúp trí óc minh mẫn mà còn cải thiện cả sức khỏe tinh thần lẫn thể chất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng những người cao tuổi có sở thích và tham gia vào các hoạt động vui chơi thường sống lâu hơn và hạnh phúc hơn chơi cờ vẽ tranh viết lách hay thậm chí là chơi các trò chơi điện tử đều có thể rèn luyện trí nhớ, tư duy và giúp giảm thiểu sự suy giảm của trí óc theo thời gian. Hơn nữa, khi tham gia vào những hoạt động này, các bạn sẽ cảm nhận được cảm giác thuộc về một cộng đồng, giúp giảm bớt nỗi cô đơn một vấn đề phổ biến ở người cao tuổi. Hãy nhớ đến những người như nhà khoa học Isaac Newton, người vẫn say mê với những thú vui như thổi bong bóng xa phòng khi đã già, hay nhà kinh tế học Aaron Wang, người tự hào là bậc thầy trong việc tìm niềm vui qua các sở thích như chơi game và giải đố điều đó cho thấy rằng duy trì tinh thần vui tươi cởi mở và không ngừng khám phá niềm vui trong cuộc sống có thể mang lại lợi ích to lớn cả về mặt tinh thần lẫn thể chất các bạn hãy nuôi dưỡng những sở thích của mình dù là vẽ tranh câu cá hay đơn giản chỉ là tham gia vào những hoạt động xã hội chính những sở thích ấy sẽ giúp cuộc sống trở nên phong phú tinh thần lạc quan hơn và khiến mỗi ngày trôi qua đều đáng sống như vậy, cuộc sống không chỉ là tồn tại, mà còn là tận hưởng từng khoảnh khắc, dù các bạn đang ở độ tuổi nào đi nữa. 8. Trái tim rộng mở và không so đo với người khác. Khi bước vào tuổi già, có lẽ không ít người trong các bạn cảm thấy dễ trở nên nhỏ nhen, dễ giận dữ và so đo với mọi thứ xung quanh. Nhưng các bạn có biết rằng, để thực sự sống một cuộc đời hạnh phúc và an yên, điều quan trọng nhất chính là giữ cho trái tim mình luôn rộng mở, biết chấp nhận và buông bỏ những điều không cần thiết sống mà không so bì với người khác không lo lắng về những chuyện vụn vặt sẽ là chìa khóa giúp các bạn tận hưởng những năm tháng cuối đời một cách nhẹ nhàng và vui vẻ hơn trong cuộc sống chúng ta thường thấy người già có xu hướng trở nên khó tính cứng nhắc dễ tức giận khi mọi việc không diễn ra theo ý mình tuy nhiên khi các bạn biết cách buông bỏ không còn quá để tâm đến những thành bại hay hơn thua với người khác cuộc sống sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều một trái tim rộng lượng không so đo sẽ giúp các bạn cảm nhận được sự bình an trong tâm hồn và không bị cuốn vào những lo âu, phiền muộn không đáng có. Khi các bạn không so đo với thành công của người khác, các bạn sẽ không cảm thấy ganh tị hay thất vọng về chính mình. Hãy nhớ rằng, thay vì trách móc con cái vì chúng không đạt được những kỳ vọng của mình, hãy học cách chấp nhận rằng mỗi người đều có con đường riêng. Điều quan trọng nhất không phải là những gì con cái đạt được, mà là các bạn vẫn có một gia đình để yêu thương và chia sẻ. Đừng lo lắng quá nhiều về tương lai mà hãy tập trung vào hiện tại tận hưởng những gì các bạn đang có cuộc sống hiện đại có rất nhiều cám dỗ và áp lực nhưng nếu các bạn biết giữ cho mình một trái tim rộng mở không để những chuyện nhỏ nhặt làm phiền lòng các bạn sẽ thấy mình sống một cách nhẹ nhàng hơn người lớn tuổi thường lo nghĩ về những điều không còn nằm trong tầm kiểm soát nhưng thực tế việc sống hết mình cho hiện tại chấp nhận những gì mình không thể thay đổi mới là cách tốt nhất để đạt được sự an yên trong tâm hồn hãy nhớ rằng Tuổi già không có nghĩa là phải trở nên khắc khe và cứng nhắc. Ngược lại, đây là thời điểm để các bạn buông bỏ những điều không cần thiết, sống với một trái tim rộng mở, biết ơn những gì mình đang có. Khi các bạn chấp nhận mọi thứ với một tâm hồn rộng rãi, không ganh đua, không so bì, các bạn sẽ tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé và giản dị nhất. Điều này không chỉ mang lại hạnh phúc cho bản thân, mà còn lan tỏa tình yêu thương và sự bình yên đến những người xung quanh. Mỗi ngày khi bước vào tuổi già, điều quan trọng không chỉ là giữ gìn sức khỏe thể chất mà còn là duy trì sự tự lập và nuôi dưỡng tinh thần lạc quan các bạn có bao giờ tự hỏi những năm tháng vàng son của cuộc đời sẽ trở nên trọn vẹn như thế nào nếu biết chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần giữ cho tâm trí minh mẫn và quan trọng hơn duy trì mối quan hệ hòa thuận với con cháu sẽ mang lại niềm vui và ý nghĩa trong mỗi ngày cuộc sống ở tuổi già không còn là sự đua tranh hay so đo với người khác mà là học cách tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ bé mà quý giá những điều đơn giản như ánh nắng ban mai tiếng cười của con cháu hay một tách trà bên bạn đời đều có thể mang lại niềm hạnh phúc sâu sắc cho chính bạn hãy biết trân trọng những gì các bạn đang có vì điều đó chính là nền tảng để tạo nên một cuộc sống an vui hãy luôn giữ cho mình một trái tim rộng mở biết yêu thương và chấp nhận mọi điều xảy đến một tinh thần vui tươi và lạc quan sẽ giúp các bạn không chỉ thấy cuộc sống ý nghĩa hơn, mà còn giúp duy trì sự kết nối với những người thân yêu. Mỗi ngày là một cơ hội để sống chậm lại, để suy ngẫm và tận hưởng, để thấy rằng cuộc sống vẫn luôn trọn vẹn và đẹp để dù ở bất kỳ độ tuổi nào, các bạn nhé. Như chúng ta đã biết, nỗi lo lắng về sự thiếu hụt chất dinh dưỡng là một vấn đề đáng quan ngại đối với người cao tuổi, đặc biệt là khi chúng ta bước qua tuổi 60 thường sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất đi khả năng hấp thụ và tiêu hóa chất dinh dưỡng không còn được tốt như khi còn trẻ. Và để giải quyết nỗi lo lắng này thì trong Đông y có một loại thịt được coi là một trong những thuốc bổ thượng hạng dành cho người cao tuổi sống thọ đó chính là thịt vịt. Thịt vịt không chỉ là một nguồn cung cấp lượng protein dồi dào mà còn chứa nhiều dưỡng chất quan trọng khác như axit amin, vitamin và khoáng chất. Nó cũng được xem là một loại thực phẩm dễ tiêu hóa và thích hợp cho những người cao tuổi có vấn đề về tiêu hóa và hấp thụ. Cụ thể thì loại thịt này sẽ mang đến những lợi ích gì đối với sức khỏe? Hãy cùng kênh chuyện nhân quả tìm hiểu ngay sau đây các bạn nhé. 1. Kiểm soát đường huyết, bổ máu. Bà Thanh, năm nay đã 89 tuổi, bà cũng như bao người khác phải thích nghi với sự thay đổi trong cơ thể khi về già, điển hình là vị giác của bà trở nên dần kém linh hoạt khiến cho bà lúc nào cũng luôn cảm thấy ăn không còn được ngon miệng như trước nữa. Tình trạng biến ăn của bà ngày càng trở nên trầm trọng dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng và kéo theo sức khỏe suy giảm. Trong một buổi đi chơi với con cháu, bà Thanh đột nhiên cảm thấy mệt mỏi và ngồi khuỵu xuống một ghế đá gần đó. Thấy vậy, các con bà liền đưa bà Thanh đến bệnh viện. Kết quả kiểm tra là bà Thanh bị thiếu máu nặng và cơ thể bị nóng trong do thiếu chất dinh dưỡng. Sau khi trở về nhà, mọi người bắt đầu quan tâm và chăm sóc đặc biệt hơn đến chế độ ăn uống của bà thanh cháu dâu của bà là một người nấu ăn giỏi cũng như có nhiều kiến thức dinh dưỡng về các món ăn nên thường xuyên bồi bổ cho bà một tô cháo vịt thịt vịt được hầm mềm trong cháo mang lại hương vị dễ ăn và dễ tiêu hóa trải qua hai tháng bà thanh dần cảm thấy trong người được khỏe khoắn hơn cơ thể bà cũng trở nên nhẹ nhàng hơn và sau khi tái khám kết quả tình trạng thiếu máu của bà đã được cải thiện đáng kể các chỉ số đường huyết cũng dần tốt lên bạn biết không thịt vịt không chỉ là một món ăn ngon và phổ biến mà còn được biết đến với lợi ích sức khỏe đặc biệt mà nó mang lại đặc biệt là đối với người cao tuổi và những người có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường với hàm lượng dinh dưỡng cao và lượng protein giàu giá trị thịt vịt trở thành một lựa chọn đầy lý tưởng một trong những ưu điểm nổi bật của thịt vịt là hàm lượng chất béo rất thấp điều này sẽ giúp tránh được nguy cơ dư thừa chất béo và các vấn đề sức khỏe liên quan Thêm vào đó, thịt vịt cũng có khả năng cải thiện sức khỏe tim mạch bằng cách giảm nồng độ lipid máu và cải thiện hoạt động của insulin, từ đó hỗ trợ việc kiểm soát đường huyết hiệu quả. Tuy nhiên, đối với những người cao tuổi đang hoặc đã có tiền sử mắc bệnh tiểu đường thì việc tiêu thụ thịt vịt cần được thực hiện một cách cẩn trọng hơn. Người bệnh nên tư vấn ý kiến của bác sĩ điều trị để đảm bảo rằng việc ăn thịt vịt không ảnh hưởng đến tình trạng bệnh. Nếu được phép chúng ta nên tiêu thụ thịt vịt ở mức độ vừa phải và tránh ăn những phần có nhiều mỡ và da vịt nhằm giảm thiểu hàm lượng chất béo bão hòa và cholesterol nạp vào cơ thể các bạn nhé. 2. Bổ thận Điều đặc biệt tiếp theo là thịt vịt không chỉ giúp kiểm soát đường huyết hiệu quả mà còn có tác dụng bổ thận cho cả nam và nữ giới khi về già. Với tính chất ấm, thịt vịt giúp cơ thể giữ ấm và cung cấp năng lượng, đồng thời cung cấp một lượng lớn dưỡng chất quan trọng như protein, sắt, kẽm và vitamin B12. Những dưỡng chất này không chỉ cần thiết cho sức khỏe tổng thể mà còn có thể hỗ trợ cho chức năng của thận. Điều này có thể là do các dưỡng chất có trong thịt vịt có thể hỗ trợ cho sự hoạt động của thận, giúp cải thiện tuần hoàn máu và loại bỏ các độc tố trong cơ thể một cách tối ưu. Nhờ vào những tính chất đặc biệt này, thịt vịt không chỉ là nguồn dinh dưỡng giàu protein mà còn là một phương pháp bổ sung hiệu quả cho sức khỏe tổng thể, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Việc tiêu thụ thịt vịt đúng cách có thể giúp họ duy trì được sự thanh lọc cho cơ thể từ đó tránh được những bệnh lý nghiêm trọng khi về già. 3. Giúp bảo vệ xương. Trong một số nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng thịt vịt chứa lượng protein rất cao và loại protein này gồm chủ yếu là protein sarcoplasmic và myosin. Những loại protein này không chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể hàng ngày mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và phát triển cơ bắp giúp duy trì sức khỏe của hệ xương khớp ở người cao tuổi. Đặc biệt, protein sarcoplasmic và myosin trong thịt vịt còn chứa các thành phần khác như collagen và gelatin, hai chất này được biết đến với khả năng tăng cường sức khỏe và độ rắn chắc của xương khớp. Trong đó, collagen giúp cải thiện sự đàn hồi và linh hoạt của các khớp, giúp làm giảm nguy cơ bị thoái hóa khớp và tình trạng đau nhức xương khớp thường gặp khi về già. Bên cạnh đó, gelatin là một dạng của collagen cũng có khả năng bổ sung các chất dinh dưỡng quan trọng cho cấu trúc xương và khớp, từ đó cải thiện mật độ xương và giảm nguy cơ gãy xương ở người cao tuổi. 4. Tốt cho tim mạch Trong thịt vịt có chứa niacin là một loại vitamin B tham gia vào nhiều quá trình quan trọng trong cơ thể. Niacin không chỉ giúp giải phóng năng lượng từ các bo chất béo và protein mà còn tham gia vào tổng hợp protein, axit béo và DNA. Các quá trình cần thiết cho sự phát triển và duy trì sự hoạt động bình thường trong cơ thể. Đặc biệt, niacin trong thịt vịt được biết đến với khả năng bảo vệ tim mạch nổi trội. Nó có thể làm tăng lượng cholesterol tốt trong cơ thể, làm giảm chất béo trung tính và cải thiện tình trạng huyết áp, từ đó giúp chúng ta giảm nguy cơ mắc phải các vấn đề tim mạch như đau thắt ngực và đột quỵ. Đồng thời, thịt vịt cũng là một nguồn cung cấp axit béo omega-3 đây là một loại chất béo có lợi cho tim mạch. Omega 3 có thể giảm sự hình thành mảng bám và các cục máu đông trong mạch máu, từ đó giảm nguy cơ mắc phải các bệnh tim mạch nguy hiểm. 5. Tăng cường hệ thống miễn dịch. Ngoài những lợi ích về mà chúng ta đã biết trên thi thịt vịt còn là một nguồn cung cấp selen, đây là một chất chống oxy hóa vô cùng quan trọng. Selen sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, giúp ngăn chặn sự lão hóa và giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến viêm nhiễm. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, sự hiện diện của selen trong cơ thể chúng ta có thể giúp cải thiện chức năng miễn dịch, tăng cường khả năng chống lại vi khuẩn, virus và các yếu tố gây bệnh khác. Khi chúng ta bổ sung selen thông qua thịt vịt không chỉ giúp bồi bổ cơ thể mà còn có thể hỗ trợ và tăng cường hệ thống miễn dịch. Điều này đặc biệt quan trọng đối với người cao tuổi, người thường có hệ thống miễn dịch yếu hơn do quá trình lão hóa việc duy trì một hệ thống miễn dịch mạnh mẽ sẽ giúp họ ngăn ngừa các bệnh tật và tăng cường sức đề kháng trước các tác nhân gây bệnh khác bốn nhóm người cao tuổi tuyệt đối không nên ăn thịt vịt thường xuyên thịt vịt tuy rằng rất bổ dưỡng nhưng theo đông y có bốn nhóm người cần tránh ăn thịt vịt để không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe một người có thể chất yếu lạnh theo quan niệm của đông y thịt vịt không chỉ là một nguồn thực phẩm bổ dưỡng mà còn mang trong mình những tính chất đặc biệt phù hợp với từng loại cơ địa của người ăn đối với những người có thể trạng hàng lạnh thì việc tiêu thụ thịt vịt cần phải được cân nhắc vì thịt vịt có khả năng làm lạnh bụng nhóm người này sau khi ăn lượng lớn thịt vịt có thể trải qua cảm giác chán ăn đau bụng buồn nôn hoặc thậm chí là tiêu chảy do ảnh hưởng từ quá trình tiêu hóa ngoài ra nếu bạn đang trong tình trạng bị cảm lạnh hoặc sốt việc tiêu thụ thịt vịt cũng nên được hạn chế Lý do là vì khi cơ thể chúng ta đang trong trạng thái suy yếu, chức năng tiêu hóa cũng sẽ đồng thời giảm sút. Điều này có thể làm cản trở quá trình hấp thụ chất dinh dưỡng từ thịt vịt và gây ra những vấn đề tiêu hóa không mong muốn. 2. Người bị dị ứng thịt vịt Đối với những người có tiền sử dị ứng với các loại thực phẩm chứa protein cao, việc kiên cử thịt vịt là điều cần thiết. Thịt vịt mặc dù rất giàu protein và được coi là một lựa chọn dinh dưỡng tốt, nhưng đối với những người cao tuổi bị mẫn cảm hoặc dị ứng với protein thì việc tiêu thụ có thể gây ra các phản ứng không mong muốn. Các triệu chứng có thể bao gồm ngứa ngoài da, phù nề, đau bụng, tiêu chảy, đau đầu hoặc thậm chí là cảm giác nôn mửa. Do đó, việc nhận biết và tránh tiêu thụ thịt vịt là một phần quan trọng trong việc kiểm soát dị ứng thực phẩm. 3. Người bị bệnh gút Đối với những người cao tuổi đang có vấn đề về sức khỏe như bệnh gút, thì việc tiêu thụ thịt vịt cần được cân nhắc một cách cẩn thận hơn. Vì trong thịt vịt có chứa một lượng purin khá cao, đây là nguyên nhân chính gây ra sự tăng axit uric trong cơ thể. Đối với những người mắc bệnh gút, một cơn đau gút có thể bắt đầu từ việc tiêu thụ thịt vịt. Vì purin có trong thịt vịt khi tiêu hóa sẽ tạo thành axit uric và nếu lượng axit uric này tăng cao, có thể gây ra cơn đau và viêm khớp cực kỳ khó chịu. Để hạn chế nguy cơ này, người bị gút thường chỉ nên tiêu thụ một lượng nhỏ thịt vịt trong mỗi bữa ăn. Hạn chế ăn thịt vịt giúp giảm lượng purin và axit uric trong cơ thể, từ đó giảm nguy cơ phát triển và tái phát bệnh gút thêm trầm trọng. 4. Người đang bị cảm, mới phẫu thuật. Theo quan điểm của Đông Y, việc ăn thịt vịt có thể gây ra những tác động không tốt đối với sức khỏe, đặc biệt là đối với những người có cơ địa yếu. Thịt vịt được cho là có tính hàn, có khả năng làm lạnh bụng khi tiêu hóa, Điều này có thể gây ra các vấn đề như đau bụng, tiêu chảy hoặc cảm giác không thoải mái sau khi ăn. Đối với những người đang phục hồi sau phẫu thuật, việc kiêng ăn chất tanh và thực phẩm có tính lạnh như thịt vịt cũng là điều cần quan tâm. Chế độ ăn uống phù hợp giúp cơ thể nhanh chóng hồi phục và khôi phục sức khỏe một cách tối ưu. Vì vậy, người cao tuổi chúng ta nên cân nhắc và hạn chế việc tiêu thụ thịt vịt trong chế độ ăn hàng ngày, đặc biệt là những người có cơ địa yếu và những ai đang trong quá trình phục hồi sau phẫu thuật. Thay vào đó, bạn có thể tìm kiếm các nguồn thực phẩm khác phù hợp hơn để bổ sung dinh dưỡng và duy trì sức khỏe một cách tốt nhất. Điều này sẽ giúp bạn tránh được những vấn đề sức khỏe tiềm ẩn và tăng cường hệ thống miễn dịch từ đó giữ gìn sức khỏe lâu dài. Món ăn bài thuốc từ thịt vịt giúp bồi bổ cho người cao tuổi. 1. Vịt hầm bách hợp bổ phổi. Một món ăn đặc biệt vừa ngon miệng vừa có tác dụng bổ phổi là món vịt hầm bách hợp. Với nguyên liệu đơn giản như một con vịt mái già và bách hợp tươi, bạn có thể tạo ra một món ăn hấp dẫn và bổ dưỡng. Cách làm món này cũng không quá phức tạp. Bạn chỉ cần mổ bụng vịt để bỏ lòng ra, sau đó điền bách hợp vào bụng vịt, tưới một ít rượu và gia vị, sau đó bỏ đầu vịt vào bụng và buộc chặt lại. Tiếp theo, chừng cách thủy cho món ăn chín đều. Món vịt hầm bách hợp không chỉ ngon miệng mà còn rất bổ dưỡng. Bách hợp được xem là một loại thảo dược có tác dụng tốt cho hệ hô hấp, giúp làm sạch và bảo vệ phổi. Đặc biệt, Món ăn này rất thích hợp cho những người bị viêm phế quản mãn, ho hen, khạc ra máu hoặc ho lao. 2. Vịt hầm với đổ trọng và một nhĩ giúp hạ huyết áp. Một trong những món ăn có thể hỗ trợ giảm huyết áp mà còn ngon miệng và dễ chế biến là món vịt hầm với đổ trọng và một nhĩ. Để làm được món ăn này, bạn chỉ cần chuẩn bị 100g thịt vịt, 30g đổ trọng và 30g một nhĩ. Nấu thịt vịt trong nước cho đến khi chín mềm khoảng 30 phút sau đó thêm đổ trọng và một nhĩ vào nồi và tiếp tục nấu thêm 15 phút nữa. Món ăn này không chỉ đơn giản mà còn rất bổ dưỡng, đặc biệt là trong việc giúp kiểm soát huyết áp. Thịt vịt cung cấp protein và chất béo lành mạnh, còn một nhĩ và đổ trọng được biết đến với khả năng giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch. Ăn thịt vịt kết hợp với một nhĩ và nước canh từ đổ trọng không chỉ giúp cơ thể cung cấp năng lượng mà còn hỗ trợ trong việc kiểm soát huyết áp. 3. Cháo vịt chữa hen xuyển thiếu máu. Trong y học dân gian, thịt vịt từ lâu đã được coi là một trong những nguyên liệu dược liệu quý giá, đặc biệt là trong việc chữa trị hen suyễn và thiếu máu. Một trong những món ăn từ thịt vịt phổ biến dành cho người cao tuổi là cháo vịt. Bạn có thể sử dụng 300 g thịt vịt nạc, băm nhỏ và ướp gia vị theo khẩu vị của mình. Tiếp đó, nấu chín gạo tẻ trong nước mía cho ra cháo, sau đó cho thịt vịt vào ninh như cho thịt mềm và ngấm gia vị. Món ăn này có thể ăn ngày 3 lần, giúp cải thiện tình trạng hen suyễn và cung cấp năng lượng cho cơ thể. Ngoài ra, thịt vịt cũng có thể được kết hợp với các nguyên liệu khác để tạo ra một món canh bổ dưỡng, giúp chữa trị thiếu máu. Ví dụ, bạn có thể sử dụng 1kg thịt vịt kết hợp với đậu đỏ, đậu phộng và vỏ bí đao để nấu thành một nồi canh đậu đỏ thơm ngon và bổ dưỡng. Món canh này không chỉ giàu protein và chất béo lành mạnh từ thịt vịt mà còn cung cấp lượng sắt cần thiết từ đậu đỏ và các khoáng chất từ các nguyên liệu khác giúp tăng cường hồng cầu và cải thiện tình trạng thiếu máu. 4. Vịt hầm ngọc trúc và mạch môn đông hỗ trợ điều trị tiểu đường. Món ăn từ thịt vịt không chỉ ngon miệng mà còn có khả năng cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể, giúp ổn định đường huyết và cải thiện tình trạng tiểu đường. Một trong những cách sử dụng thịt vịt để hỗ trợ điều trị tiểu đường là làm món vịt hầm cùng ngọc trúc và mạch môn đông. Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị một con vịt mái già khoảng 1,5 kg sau đó làm sạch và rửa kỹ. Tiếp theo, bạn nạp túi vải với ngọc trúc, mạch môn đông và rượu vang, sau đó buộc chặt và đặt túi thuốc vào bụng vịt. Sau đó, bạn đặt đầu vịt gập vào bụng và buộc chặt lại. Đặt vịt vào nồi lớn, sau đó cho nước vào nồi sao cho nước có thể chìm phủ lên vịt. Đun nồi với lửa nhỏ đến vừa trong khoảng 2 đến 3 tiếng cho đến khi thịt vịt chín mềm. Sau khi thịt chín, bạn lấy túi thuốc ra và vắt lấy nước trong túi sau đó dùng nước này kèm thịt vịt để ăn món ăn này không chỉ ngon miệng mà còn có khả năng giúp kiểm soát đường huyết và cải thiện tình trạng tiểu đường khi xây dựng thực đơn hàng ngày việc chọn lựa thực phẩm phải dựa trên tình trạng sức khỏe là rất quan trọng đặc biệt đối với những người cao tuổi và thịt vịt cũng được xem là một trong những lựa chọn tuyệt vời cho bữa ăn đầy đủ dưỡng chất thịt vịt không chỉ ít chất béo bão hòa hơn so với nhiều loại thịt khác mà còn giàu axit amin cần thiết và các khoáng chất quan trọng như sắt, kẽm và vitamin B12. Những dưỡng chất này không chỉ giúp hỗ trợ sự phát triển cơ bắp và duy trì hệ thần kinh một cách hiệu quả, mà còn cung cấp nguồn năng lượng cần thiết và cải thiện sức đề kháng cho cơ thể. Từ đó, giúp cho tuổi già chúng ta có được một cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng và sống an vui hơn mỗi ngày.